Được xem là bộ sách chiếu bóng đầu tiên tại Việt Nam, truyện kể trên tường Bedtime Shadow được nhà xuất bản Đinh Tị chuyển tải đến bạn đọc nhí nhiều nội dung hấp dẫn. Theo đó, bộ sách gồm 7 quyển với 7 chủ đề khác nhau, được thể hiện dưới hình thức thơ tự do nhưng vẫn đảm bảo yếu tố nhịp điệu để dễ dàng đưa trẻ vào giấc ngủ. Điều đặc biệt ở sách chiếu bóng chính là trình bày bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt để trẻ có thêm cơ hội tiếp cận với các từ vựng theo các chủ đề căn bản như à ơi, bé ngủ đi, đêm trước Giáng sinh, mật ngữ các dòng sao. Điều thú vị và độc đáo nhất ở bộ sách này chính là cách đọc. Bạn chỉ cần bật đèn pin hoặc đèn led điện thoại lên và chiếu vào lớp phim bóng là có thể tạo ra một rạp cine thu nhỏ ngay tại phòng ngủ và đưa bé vào thế giới của những câu chuyện cổ tích thông qua những hình ảnh trên tường. À, chúc con, chúc ba. Đó là 1, 2, 3. Hay thích bộ sách này không? Hết. Hết rồi, bây giờ mình có lần sau con muốn nghe nữa không? Hiện nay sách được phân phối ở đa số các nhà sách trên toàn quốc với giá bìa dao động khoảng 126.000 đồng một quyển. Quý khán giả quan tâm có thể truy cập vào website dinhtibooks.com.vn để tham khảo cũng như mua hàng với mức giá ưu đãi.